Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn 50 loại bánh khác nhau. Bánh đòi đang tươi đó. Ngon quá các bạn nha. Trời sẽ review cái nào đây ta? À đây. Đây là bánh piano. Mình đang rờ nó rất là ngon. Nó thơm thơm, nó béo béo, ngọt ngọt. Nó cũng không ngọt quá đâu các bạn, ngon lắm á. Giờ sẽ ăn thử bánh này đi ta. À, bánh này đi. Mình nhìn thấy nó giống như cái loại bánh mà cô mình hay mua cho mình ăn bánh kẹt đó mấy bạn. Thôi giờ mình sẽ ăn thử nha. Không biết mùi vị có giống không? Đây là các bạn, phía trong nó vậy nè. Mùi nó hình không giống đâu các bạn ơi. Nó béo béo, thơm thơm. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, nãy giờ mình đã ăn thử mấy cái bánh ngọt rồi, giờ mình sẽ đợi khẩu vị những cái mặn nha. Đây là cái bánh bông đi lên trà bông bò. Còn đây là bánh bông đi lên trà bông heo. Hai cái bánh này bữa hở mất thì đi học không kịp ăn sáng nên là mẹ mình đã cho mình ăn hai bánh này rồi. Giờ mình sẽ thử. Đây là bánh bông lan và bông vị rong biển. Nó mặn mặn. Nó có trứng đó các bạn. Muối. Nó có vị rong biển rất ngon, ngọt ngọt nữa. Theo mình thấy á, các bạn thích loại nào cũng được, tùy các bạn lựa chọn thôi. Mình thấy loại nào cũng ngon hết á. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái bánh sau nha. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe cho mình nha. Bye bye. Cảm ơn mấy bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà mình bán bánh nha. Đầu tiên, khách hàng đã đặt mình 1 ký, mình sẽ cơm đủ 1 ký. Rồi đếm thử cho các bạn coi 1 ký được bao nhiêu loại bánh. Đã đủ 1 ký rồi, mình sẽ đếm nha. Trước tiên, nếu mà muốn đếm dễ thì mình sẽ đếm cân xuống. Giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mình tính tiền. Đây là cái máy tính tiền cũ của quán cà phê của mình. Nhà mẹ mình đã cho mình mượn. Thì mình sẽ tính tiền. 1 ký bánh là 180.000. Nếu các bạn mua nửa ký thì tính 90.000.
bánh là 180 ngàn. Đưa 200 ngàn xin thói lại 20 ngàn. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nhớ đăng ký và like cho mình nha. Mình đã sắp xếp bánh vào thùng xong rồi. Bây giờ mình sẽ in hóa đơn bỏ vào thùng cho khách luôn nha. Bây giờ mình sẽ đóng gói nha. Như mình ơi, chị em đây, biết em đóng gói với hai chị em đóng gói nha. Mình đang chuẩn bị giao hàng cho khách hàng ở Sài Gòn của mình đó. Các bạn hãy theo chân mình vào bưu điện nha. Video lần sau các bạn nhớ like và subscribe cho mình nha. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn nhiều.